Quay chưa? Quay chưa? Quay muốn quay thì nói tiếng là action. Hiểu không? Thanks. Tương gái thiệt nha, tương gái thiệt. Hàng trên người là hàng riêu. Ok, thì bước đầu tiên không thể nào thiếu đó là một bước kem đó. Đó. Còn trước khi mà make up mấy bạn, Harry nghĩ là mấy bạn nên skin care trước nha. Trời ơi, Vin ơi. Hello, Mr. Quay phim. Có thể give me một cái gương được không? Nãy giờ quên lấy gương. Tôi không biết tôi chạy gì trên mặt con gương. Thanks. Rồi đó. Trước khi mà mọi người make up á, thì mọi người đang rửa mặt sơ qua bên sự rửa mặt ha. Còn ai kỹ hơn thì mình nên xài một chút xíu tẩy trang trước cho da nó sạch. Tại vì đánh lên thì thường nó sẽ bị bít lỗ chân lông, dễ gây mụn ẩn này nọ nha. Yeah. Rồi để xíu quay trở lại với công việc. Ủa có sao đâu trời. Ủa quê mùa mà. Ủa có sao đâu. Ủa có sao đâu trời. Cái ca phẹt xỉu phẹt nhỉ. Thôi má ơi. Rồi sau khi mà xịt khoáng rồi nở cái da mình ẩm rồi thì mình sẽ bắt đầu qua Two thousand years later. Kem nền đây. Kem nền của Yves Rocher. Đây là một loại kem nền mà Eric cũng khá thích. Tại vì cái nền nó rất là mỏng, siêu nhẹ nha. Và thơm nữa. Đây. Tại vì cái nền này á, nó có sẵn độ bóng đó mọi người. Đánh lên cái da mình nó căng bóng hơn, mướt hơn. Hơn là những cái loại mà foundation dạng lì, giống như của Kelly rồi này nọ. Thì Eric cảm thấy cái đó cũng không hợp với da mình lắm. Để đánh lên da mình rất là khô, khô hốc luôn á. Với lại nó cũng không hợp với da châu Á cho lắm. Em liền nghĩ như vậy. Còn những chị mà thích make up trong tay thì chắc chắn phải xài những cái loại đó rồi. Rất là mướt nha, nhẹ, siêu mát. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái bước dặm nền. Em liền thường vẽ cho hết trên cái tay rồi. Rồi, chúng ta sẽ dặm. Dặm như thế này. Đó, cho đều ra. Không bao giờ mình tray tray gì hết nha. Tại tray như vậy á, cái nền nó của bạn nó không được thấm vào da cho lắm. Thấy không? Mới đánh chút xíu mà mọi người có thể thấy được cái độ bóng của cái nền này đó. Ừ. Thấy không? Nền này độ che phủ nó sẽ không cao. Nhưng mà khi mà đánh lên á, mọi người cảm thấy nó dễ chịu. Nó không có bị quá nặng trên khuôn mặt của mình. Ừ. Đối với cái này em thì cũng khá là thích. Với lại mấy bạn mà thích make up mà tông tự nhiên á, nhẹ nhàng á, thì mình nên xài những cái loại nền như thế này. Mỏng thôi. Với lại nó có độ bóng nhất định luôn. Thì hôm nay phần make up này nó sẽ nhanh thôi, chủ yếu là sẽ tập trung vào cái phần chụp hình sau đó. Thì em sẽ cố gắng quay cái phần make up này nhanh nhất có thể cho mọi người. Tiếp theo thì em sẽ sử dụng cái phần nền sáng hơn chút xíu để vào những cái phần sáng trên khuôn mặt. Để hôm nay mình chụp ở ngoài trời á, mà chút nữa mình buổi chiều mình đi chụp á, nên khuôn mặt mình nó phải bắt sáng hơn chút xíu. Em thôi nó lên hình rất là tối. Mọi người hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Thì cái nền này nó sẽ rất là sáng nè đó, siêu sáng. Mình sẽ đánh vào những cái phần highlight trên khuôn mặt mình. Đây, những phần highlight là những phần nào? Đó là những phần cao nhất trên khuôn mặt, đó là này, khúc này. Đó, má. Và cao nhất đó là gì? Mũi. Đó, mặc dù mũi thôi bị tẹt xíu. Rồi, phần trán, nói chung là phần chữ T của mọi người á. Phần cằm, đó. Cho đều rồi mình sẽ tán ra thôi. Em sử dụng nền thay vì là sử dụng kem che khuyết điểm là sao? Tại vì
do để cái phần nền này nó dễ tiệp với khuôn mặt hơn hơn là cái khuyết điểm. Nó sẽ bị nó bị lệch ra, nhìn khó chịu trên khuôn mặt, nó nhìn dễ tạo. Thì ở đây mình đánh lên nó sẽ có một độ sáng nhất định ở trên những cái khuôn cao như thế này, thì chụp hình nó sẽ bắt hơn. Tiếp theo thì chúng ta không thể thiếu đó là một xíu che khuyết điểm cho cái phần dưới mắt này đó, vì cái tội thức khuya quá đáng rồi, một chút xíu cái chỗ mà thâm mụn rồi đó, chuẩn bị complete cái nền rồi đó mọi người ơi. Đó, chúng ta tán nhẹ phần như này, khi tán mọi người có thể nhìn lên cũng được đó, ở dưới bờ mắt như này. Tiếp theo đây là phần kẽ chân mày đó, thì mình sẽ bắt kẽ từ đuôi như thế này trước. Kẽ hai đường ở đuôi trước như thế này, và cái phần đầu của mọi người đừng có kẽ nhiều, mọi người nên lấy cái phần phấn nâu hoặc là phấn đen để phủ lên, nó sẽ tự nhiên đối với cái khuôn mày hơn đó, như vậy thôi. Sau đó mình sẽ phủ phấn lên thì nhìn trong nó sẽ tự nhiên, nó không bị đơ. Rồi tiếp theo thì Ari sẽ sử dụng một cái phần phấn nâu để phủ lên cái màu mắt, màu trên mày của mình. Thì Ari sẽ phủ từ cái đuôi nè, cũng đánh tán từ cái phần cái đuôi lên đầu như thế này. Thì sẽ trong cái khuôn mặt của mọi người á, nó sẽ mềm mại hơn. Tại vì Ari thường kẻ cái kiểu dạng vậy không, không bao giờ kẻ chì full hết nguyên kẻ, hoặc là kẻ treo hết trơn, chỉ kẻ phấn. Ít khi nào mà Ari lấy treo, mua treo chân mày mà để vẽ hết. Đó, đây là xong một bên. Và tiếp bên này, ok, để xíu. Tiếp theo đây là Ari sẽ sử dụng một cái phần mascara để trả cái phần chân mày ở đầu. Tại vì phần đầu chân mày của Ari rất là mỏng. Mình trả cho một xíu lông nó dựng lên, mọi người nhìn nó giống Thái hơn, giống mình Thái. Ờ, hay giống mình Thái chưa biên biên. Mitra trong sầu hạt, Miss Grand, stop, stop, Miss Grand, mẹ Hồng Sơn, mẹ Hồng Sơn. Sao mọi người á, tôi có hay bị đồn là tôi đi qua Thái xong tôi về ghê mọi người. Đồn ác ôn thiệt á. Tương gái thiệt nha, tương gái thiệt. Hàng trên người là hàng riêu, chứ không phải là em đi qua Thái em cắt em đi về nha, bớt nói em qua Thái lại. Dạ, hay là gặp em bên Thái nha. Dạ, dạ cho ta coi. Hay. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Vậy rồi, em đính chính là em gái thiệt. Dạ, dạ. Ủa dạ rồi. Mọi người à, ai cũng học sinh học hết rồi, mình biết là giữa nam với nữ hai cái giống đó, nó khác nhau cái gì rồi. Thì mọi người phân biệt giúp em, cái giống nó mới dựa trên cái tiếng, cái giọng nói mọi người hiểu không? Hiểu không Biên? Hiểu không Mr. Quay Phim? Bớt kêu dập ra nha. Rồi em trả tiếp với em bên Thái cho vừa lòng hả dạ người. Mấy cái người nào mà nói em là cha vợ gái, ăn cha vợ gái nào mà được như trời, được xấu như tôi. Đó, nhớ quay cận cái khúc này nha. Thì Ari giờ này bị đam mê gọi là trải chuốt nó lên vậy nè. Này là đối với những người lông ít thôi nha. Lông mày ít thôi chứ lông mày nhiều á thì không cần kẻ nhiều với Ari đâu. Họ chỉ cần chuốt xong rồi vuốt nó theo cái khuôn là bao đẹp. Nên mình không có nên mình phải chuốt nè. Đen. Bây giờ mình sẽ qua phần mắt. Phần mắt siêu đơn giản. Vô. Trước khi qua phần mắt thì theo thói quen đó là phải phủ trước một cái phần phấn ở dưới cái phần màu mắt. Để này mình kỹ thì mình phủ thôi mọi người. Phủ như thế này để cho cái phấn mắt ở trên đó mọi người đánh đó, nó sẽ không có bị ảnh hưởng với cái nền. Hiểu không? Chúc mọi người vuốt nó ra là xong.
đó, mình phủ nhẹ mặt lớp như vậy thôi. Và vào phần make up, mắt thì vẫn là, tại vì hôm nay chụp buổi chiều thì không cần màu mè, không cần, không phải chụp như buổi sáng thì em chỉ sử dụng loại phần là phấn nâu này cho phần bầu mắt. Đó, đánh lan ra hết bầu mắt như vậy để cho mắt nó đều màu. Hôm nay đôi mắt của Ellie sẽ làm đậm một chút xíu. Ok, và sau đó thì Ellie sẽ sử dụng một cái màu xi măng như thế này. Đó, để đánh vào cái phần từ giữa bao mắt đến đuôi. Rồi, từ đây phần này lan từ từ ra ở phần hốc mắt đằng sau. Tạo cảm giác nó lạnh hơn. Cái màu xi măng này làm cho con mắt mình nó kiểu. Và sau khi mà mình đánh cái phần nâu xi măng đó ở trên thì mình sẽ sử dụng một phần cọ nhỏ để lấy cái phần màu xi măng tiếp đó để đánh xuống cái phần mí mắt như này. Đánh nhẹ thôi, đều đánh theo cái đường mi của mọi người ấy nha mọi người. Đánh theo cái đường mi thôi. Ok, và tiếp theo đây là một màu nâu đậm hơn ngay cái phần khúc đuôi mắt thôi. Ok, mọi người sử dụng cái phần xéo của cái phần xéo của cái cọ như thế này, phần xéo qua để mọi người đánh cho nó có độ sách lên của khuôn mắt như thế này. Mọi người áp cái phần xéo nó vào cái đuôi mắt như thế này. Đó, đó là mọi người tán từ 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 ra thì nó sẽ ăn gian được xuống cái phần cái lai mắt ở dưới luôn. Mọi người tận dụng cái phần xéo như vậy nha. Đó, mọi người đánh như thế này. Ok, nhướng, khi mà đánh thì nhướng cái con mắt lên chút xíu, nhướng như thế này. Xong rồi mình sẽ đánh vào cái khuôn ở trong khuôn như đuôi đó. Và mọi người sẽ cảm giác được đó, nên cái phần này nè, nó thành hình tam giác như ở đây. Đó, cái khúc này mới từ cái phim sẽ boost lại nha. Đó, cái khúc này nó sẽ có một cái hình tam giác ở đây thì mọi người sẽ ăn gian được luôn cả phần mí dưới ở dưới. Rồi, cái phần trên đây thì mọi người quay cọ lại, tán đều lên cái phần hốc mắt luôn, sẽ đều được luôn cái phần dưới này của khuôn mắt mọi người. Ok, mình sẽ làm luôn cái mắt bên này. Rồi, và thế là cái phần màu mắt này là xong. Thì hôm nay thì chụp buổi chiều thì Ellie sẽ không sử dụng cái phần nhũ mắt. Thay vào đó Ellie sẽ kẻ thêm một cái đường eyeliner nữa. Đây là sao như thế này. Đấy. Ok, giờ qua cái eyeliner. Để xíu. Thì sau một hồi đắn đo giữa kẻ eyeliner gel với lại kẻ eyeliner bằng phấn mắt thì Ellie sẽ kẻ bằng phấn. Tại vì nếu mà cái phần này á, nó đang rất là tự nhiên cái màu như thế này thì nếu mà apply thêm một cái phần eyeliner mà màu gì đó, màu gel á, thì nhìn nó rất là dữ. Với lại nó chụp buổi chiều á, nhìn con mắt mình nó rất là ghê, nhìn nhãn quỷ vậy mọi người. Nên thôi, mình sẽ kẻ một cái đường eyeliner dưới mí như thế này và cái phần đuôi mí. Ok, mình sẽ sử dụng bút chì như thế này để mình vẽ. Nó là dạng chì như thế này nè mọi người. Đó, xong. Đối với công đoạn mà mọi người kẻ chân mi á thì mọi người nhớ để một cái tay này nè dịnh lên này. Ok, đó, nó sẽ tự động lật cái mi của mọi người lên thì mọi người cứ việc kẻ thôi. Thì sau đây Ellie đã xong cái phần mắt của mình. Đấy, không đánh eyeliner, chỉ tập trung vào cái phần nhấn cái đuôi của con mắt thôi. Đó, như thế này. Ok chưa? Nhìn ma mị chưa? Nhìn sâu hẳm chưa? Thì sau đây Ellie sẽ sử dụng cái màu nâu hơi lạnh chút xíu để Ellie đánh cái sóng mũi của mình.
Ok, và tiếp theo đây là Eric sẽ sử dụng phần má hồng không thể thiếu của mình, đó là má hồng kem. Siêu thích cái màu này mọi người ơi. Đó. Rồi và sau đây là Eric sẽ phủ phấn toàn bộ khuôn mặt của mình. Ok. Rút kinh nghiệm rồi thì sau khi mà Eric phủ phấn thì Eric mới chuốt mascara nha mọi người. Chứ mọi người mà chuốt mascara trước khi mà mọi người phủ phấn á thì chút nữa phủ lên một cái ha, ta nói nó dính đầy lên cái mascara. Nhìn mascara nó màu bạc bạc trắng trắng nhìn khó chịu. Rồi và tiếp theo đây là Eric sẽ đánh phấn khui. Đây mọi người sẽ tán một phấn khối xung quanh cái phần má như thế này. Đấy, và lên cả thái dương trên này. Đó mọi người ơi, thì ở đây mình sẽ tiếp theo mình sẽ chuốt chân mày. Ở lộn, chuốt lông mi. Thì mọi người nhìn xuống như thế này, bấm và nhích lên. Bố bè, hôm nay có kem chuối hết, kem chuối tới đảo bè. Tao hủ ê. Không biết. Bố bè, hôm nay có kem chuối hết, kem chuối tới đảo bè. Ta hủ ê. Chứ gì nữa. Ok. Ok, thì mọi thứ đều đã đến xong phần make up. Thì bây giờ Eric sẽ đi chuẩn bị đồ. Eric sẽ mặc chắc là hai bộ. Thì để chụp những cái bộ ở đâu ta? Chụp đâu? Chụp ở đâu đó mùa dịch này chúng ta sẽ không nói ra, vì khi nói chúng tôi sẽ bị phạt 2 triệu một đứa. Cho nên nhưng mà cái chỗ này rất an toàn cho mọi người, chứ không phải là như mọi người nghĩ là chúng ta đi vòng tơ thơ ngoài đường đâu. Thì Mr. Quay Phim đã chọn một cái địa điểm khá là đẹp, thì chút nữa để một xíu thôi, Eric và Mr. Quay Phim sẽ xuống đó cho mọi người xem. Wait a minute and let's go. Tới chỗ chụp rồi nè. Ok, thì cái khu vực mình đứng là ở Dĩ An, Bình Dương. Nó ở trong một cái khu khá là bự luôn mọi người. Là một khu đô thị. Maybe. Và một chỗ mình đang đứng á, thì rất là nhiều cây đa luôn. Siêu nhiều. Đây. Đấy. Toàn cây đa mà rễ lớn không mà mọi người. Nhưng mà chủ yếu hôm nay mà mình đến đây á, mình quay á, là mình muốn quay mình muốn chụp cái cảnh với diều. Tại vì nếu mà chụp với diều mà qua quận 2 thì mình không qua được, nên mình muốn đổi lên đây cho nó khác lạ một chút xíu, thêm một địa điểm khác cho mọi người. Và ở đây thì có những cái đường đi cũng khá là đẹp, với lại cái khu cây đa này thì mình có thể chụp những cái bức hình khá là sao ta, khá là thơ cũng được. Chủ yếu thì trên đây mình chỉ chụp với lại trời mà hoàng hôn buổi chiều, tại vì hôm nay mình đang đứng ở đây là lúc mấy giờ ta? Bây giờ là 4 giờ rồi, thì mình đang đợi một anh bạn tới để support mình.
Ok, thì Aries đang đứng ở đâu ta? Ở công viên à? Gọi là công viên đúng không? Công viên thả diều dĩ an bình dương. Thì mọi người thấy rồi, đặt chân trên ở đây đó là thả diều và chạy gì? Tập xe đúng không? Đúng rồi. Thì mọi người có thể thấy là trên đầu của Aries, mọi người có thể thấy đó chưa? Quá trời diều. Nhưng mà hiện tại bây giờ mới là 4 giờ thì mọi người ở đây á, là thả diều rất là ít. Nói là cái nắng bây giờ nó cũng khá là gay gắt á, nên Aries vẫn chưa chụp hình, chỉ lên đây rồi đi vòng vòng xem cái khu này có gì thôi. Thì sau khi mình đi một vòng từ nãy giờ thì chỗ nào nó cũng trống như chỗ nào, nhưng mà ở đây Aries cảm thấy là cái view nó cảm thấy là ổn nhất. Gọi là nó có cái sàn như thế này với là cái bầu trời khá là đẹp khúc này. Đây, đây, bên này. Đó, thấy chưa? Siêu đẹp. Có những bức hình mà với cái đám mây vậy mọi người có thể thấy nó đẹp cỡ nào. Nó như là mây mà đậu trên trên đầu mình vậy mọi người. Thì lý do mà quay clip ở đây thì Aries vẫn phải đeo cái này vì dịch. Rồi. Thì ở đây hiện tại là chỉ có như vậy thôi. Mọi người chỉ chờ hình lại cái chỗ cô dễ của em này thôi. Đúng không? Trời, thì cô dễ nha. Để chụp hình cái nắng này chụp lên cũng đẹp chứ không phải là xấu. Chụp lên nhìn nó ráng nắng, mọi người nhìn ra nó chắc khỏe, hiểu không? Rồi, ok, bây giờ sẽ bắt đầu chụp hình thôi. Let's go. Thì Aries sẽ up lên trước mọi người xem. Thì hôm nay như đó đủ mệt rồi, tới chiều rồi, hôm nay thì như là không có hoàng hôn nên tới đây thôi. Bye bye, hẹn clip sau sẽ tấu hài nhiều hơn. Bye bye, bye bye, tắt đi.